hết bàn luôn hả? Hết bàn hả? Rồi Tiên xin chào cô chú anh chị nha. Ủa, chưa hả? Cái có ai ăn vào rửa? Ừ, đấy. Rửa cúng mà. Giờ là chuẩn bị cúng cho chú cô chú anh chị. Nè. Đi. Rồi, trời cúng này. Xuống nào. Rồi đây em cầm nha. Rồi đi lại lấy đi. Rồi nấu vàng lấy nước suối để lên cúng cho chú luôn nha cô chú anh chị. Một chai thôi. Cho anh dặn nắp cho chú cái cúng luôn. Ai rồi. Cúng? Anh cúng đi. Cúng đi. Anh đi mua rồi mà. Mỗi người một việc ha. Nấu vàng thì đi mua cơm, mua dầu rồi. Cúng cơm trưa nha cô chú anh chị. Và nấu vàng đốt nhang nè. Thì tư thì làm khô rồi chiên. Anh nấu vàng thì đi mua dầu rồi mua cơm rồi vô. Đó, giờ thì chiên chín rồi đó, giờ cúng cho chú buổi trưa ha. Cái này là anh Minh đi quay từ thiện. Anh yêu thì sáng giờ chắc có việc. Rồi giờ anh cúng rồi cô chú anh chị. Cơm cậu nhà cậu này à, chiên khô với cơm trắng hả? Cơm khô cá lóc chiên cậu của chị Hương không hả? Chị này của chị Ngân. Chị Ngân tự làm cho cậu ha. Nhưng mà món này là món đặc sản ở miền Tây nha cô chú. Đúng rồi, ăn là ghiền đúng ăn không? Là ghiền, ăn là mê đúng không? Rồi giờ sao? Tới giờ đủ giờ chưa? Làm gì đủ? Tắt cái chung nó có quay cái gì có rét vô. Ngon quá. Giờ giờ đem ra đâu ăn hả mấy đứa? Đem ra bên bản hả? Đem ra bên bản.
chế đựng tôi cho cậu ăn tương chứ. Hả? Làm như quan tâm lắm, hồi nãy nói đi vô cúng cho chú thì không đi. Quên. Đó, quên gì? Quên mất công chuyện. Rồi nấu tương ở đâu đó mà đi qua nó. Bà em thấy cơm, em thấy là cơm khô rồi nó cũng hơi mặn rồi. Nhưng mình to nó tương cho cậu ăn thử. Ừ. Giờ mình còn ta. Vậy. Ai mà biết? Tên. Ừ. Ngon ghê hết chẳng. Quá chẳng rồi, biết con chị ơi. Hả? Hả? Ừ. Hai con nè. Chứ anh nghĩ còn không? Hai con gần ký. Nó nói là em đi vô chuẩn bị cúng cơm cho chú. Rồi đó cái giờ vô. Nước tương nữa chứ, nước tương nữa. Không làm cái ớn gì. Đó vô. Thì như vậy thì cúng thử đi. Ủa bên mở vô chưa ta? Hay có gì khác không? Đây em nhưng mà anh chưng gì đẹp không? Mình chưng hai cái bánh nhân bên gì đẹp không? Em thấy nâu vàng để anh đây đẹp không? Tại lấy cái bàn ra chứ hết bàn rồi. Đẹp không? Không. Khen chi cho anh nở luôn mũi. Không, cái này là của chị á. Tại nó đẹp không, biết là em không nói về cái này mà em nói là về nhiều khi là lúc anh bày trí ra nữa không. Khen không, quá thì nha, nở anh luôn em mũi. Ở đây làm mà, anh em đây làm phụ chứ bộ. Phải riêng mình anh đâu. Thì khen cho anh nở luôn mũi. Anh em có nở không? Không. Thì anh em chung chút vô cái nào mà mình ý kiến mọi người. Ôi em nghe cái trái này chắc rớt quá anh ơi. Khi nào mình lấy? Ồ, khi nào mình lấy băng keo hai mặt không ta? Ủa mình dán như để nó lắc lư vậy nè, thấy không? Hả? Keo hai mặt, keo nó dính lại, đỡ. Dán lại là hết chạy đúng không? Mà coi chừng lột ra nó lột luôn không? Ừ. Bằng mốt không biết lột không? Đó là cũng có mũ mà đâu không mũ nó ra đâu. Ý là cái này nè, đây, cái này đây mũ mà. Ý là cái này nè. Đang nói cái anh cầm đó. Ôi chị ăn đi, em no rồi, em cũng có sáng cúng nhiều ba đồ chai á. Còn được rồi chị. Dạ. Em có ăn cơm nữa không? Không, em có ngoài đó rồi. Thôi, đi. Đúng rồi. Có cô chú anh chị được chưa anh? Thế nào vậy là nó sẽ cứng hơn ha. Đã nhiều khi mình đi cái hơn nữa đâu ngã rớt. Nó lộn còn mèo nó mệt nữa. Ừ, sợ gió đó. Không mà cái nó lá hay dễ thương à. Có nó lá nhỏ gì nè nhưng mà không có mua. Ừ. Nhỏ như vậy nè. Đúng rồi, nó nhỏ quá nhìn, nhìn không có được đẹp. Ờ. Ok. Trái dưa hấu nó bự quá ha, chừng nào mới xẻ ăn ta? Hết Tết hả? Qua Tết xẻ ăn à. Kẹo này kẹo thiệt nè cô chú anh chị ơi. Kẹo thiệt đó. Một ký kẹo thiệt chứ bánh anh thiệt luôn nha. Bánh anh thiệt luôn. Ôi ôi. À, ngày mai sáng nay mà ai quải anh em đi cảnh khắc vui lắm người ta. Ừ, để chiều nay em đăng ký nha, đăng ký em quải đi nha. À. Chiều nay là ai không có được đụng cái này nha, để bữa sau đi rồi tiếp tục từng anh em á.
Điện Tiên đăng ký bữa đầu tiên. Đó, đang cúng cơm cho chú nha cô chú anh chị. Rồi Tiên xin kết thúc clip ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một buổi trưa thật là vui vẻ, và có một cái ngày làm việc thành công nha.